Khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định có tổng diện tích 15.000 mét vuông. Cổng được xây dựng theo dạng cổng tam quan, rào bằng thép thông thoáng, có hoa văn trang trí ở phía trước. Trong đó, đền thờ cô Ba Định được xây theo kiểu tứ trụ, cột tròn, mái hai tầng, chồng diệm uốn cong ở bốn góc. Trong đền thờ là tượng đồng chân dung nữ tướng Nguyễn Thị Định cao 1m75, nặng hơn 1 tấn, với trang phục áo bà ba, khăn rằn quấn cổ, hình ảnh được người dân xứ Dừa nhớ nhất khi nghĩ đến cô Ba. Nữ tướng Nguyễn Thị Định tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, và tên tuổi của bà gắn với huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển và phong trào đồng khởi ở Bến Tre năm 1960. Bà cũng chính là lãnh đạo của đội quân tóc dài đã lập nên nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định là một trong những công trình văn hóa tiêu biểu, điểm thêm một dấu son trong công tác giáo dục truyền thống lịch sử của vùng đất Bến Tre anh hùng.